Ok, we are live. Xin chào tất cả mọi người lại đến với cái buổi live của Hana hôm nay. Thì như thường lệ thì mình sẽ tổ chức cái buổi live stream để giới thiệu về cái công việc online mà Hana đang làm. Dành cho những ai chưa biết đến mình thì Hana xin tự giới thiệu. Mình tên là Hoài hay còn gọi là Hana. Hiện tại mình đang sống cùng chồng và con gái ở tiểu bang Washington, Mỹ. Mình đang run một cái tiệm nail, đồng thời làm chủ một cái online business này đã được 11 tháng. Và hôm nay Hana rất là vinh dự có thể mời chị Như Đoàn đến từ Houston, Texas đến với cái buổi live hôm nay để có thể chia sẻ rõ hơn về cái kinh doanh online mà chị em mình đang làm. Và đối với Hana thì chị Như là một người chị, một người coach và còn là một người như là một người cô giáo đối với mình, bởi vì chị đã truyền được rất là nhiều cái kinh nghiệm cũng như những cái bài học rất là hay trong cái kinh doanh online này. Xin chào chị Như, em rất là vui chị đã bỏ thời gian quý báu của mình lên page của em để có thể chia sẻ về cái kinh doanh online mà chị em mình đang tham gia. Đầu tiên chị có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút background của mình và cơ duyên nào dẫn để chị đến với cái kinh doanh online này cho mọi người trong trang page của em được biết. Cảm ơn Hana và cảm ơn tất cả mọi người trên page của Hana. Thì mình rất là vinh dự hôm nay được Hana mời đến page để mà giao lưu với tất cả mọi người. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Như, mọi người có thể gọi là Anna. Hiện tại là Như đang sống ở Texas, USA cùng chồng và một con trai nhỏ. Thì Như đã làm trong business này đến tháng 5 này sẽ là 3 năm. Thì cũng còn 2 tháng nữa là 3 năm trong business này rồi. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Thì trước đây như như khi mà như mới bước chân vào cái business này á, như cũng học hỏi từ 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 cơ bản, từ những bước cơ bản, và như cũng như tất cả mọi người đều hầu như không có một cái background gì về marketing hay là làm social media, và cũng không có kinh nghiệm về social media, thậm chí là chơi Facebook còn cũng không biết nữa, chỉ biết là lướt lướt để mà xem bài của tất cả mọi người thôi. Nhưng mà bây giờ Như đã có cái kinh nghiệm và là một cái professional trong cái lĩnh vực marketing rồi, thì Như hy vọng là với cái kinh nghiệm của Như thì Như có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người là hiểu rõ hơn về business của mình, và của Hana và Như, để mà cho mình với cơ hội biết đâu đây là một cái business thay đổi cuộc sống hoàn toàn của các bạn, cũng giống như là Như với Hana bây giờ. Em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Như. Mới đó mà 3 năm rất là nhanh, và chị Như cũng đã là một cái người gọi là rất là thành công trong cái business này. Cái câu hỏi mà em nhận được rất là nhiều khi mà dành cho những ai họ muốn tìm hiểu về cái kinh doanh này, thì mọi người đều thắc mắc là đấy là cái kinh doanh online gì, và cái sản phẩm mà bạn đang kinh doanh là gì, có phải là đi bán hàng đa cấp hay không, tại sao lại có rất là nhiều người Việt Nam của mình hiện nay đang tham gia như vậy. Thì nhân đây chị Như có thể giúp em chia sẻ và trả lời cái câu hỏi đó cho mọi người hiểu rõ. Thì câu hỏi này nó cũng bình thường thôi. Ngày xưa thì khi mà chị bắt gặp được một cái quảng cáo thì giống như là mọi người thấy đó, thì chị cũng đặt câu hỏi y chang như vậy. Chị cũng đặt câu hỏi y chang như vậy, và chị còn nhớ là chị còn thắc mắc là tại sao họ lại muốn giới thiệu cái business cho mình, tại sao họ tốt như vậy, họ muốn business này tốt như vậy, tại sao họ không giữ lại cho họ mà họ lại giới thiệu cho mình. Hồi xưa chị cũng hỏi câu hỏi đó, thì cũng hỏi trong lòng chị thôi, chứ chị cũng không có, mình cũng không có nói ra như vậy thì rõ ràng mình bất lịch sự quá đó. Thì khi mà mình thắc mắc như vậy thì mình mới đi vào mà tìm hiểu, mình tìm hiểu thì mình mới hiểu. Chứ hồi xưa mình cũng nghĩ như vậy, chắc là đa cấp nè. Hồi xưa mình cũng nói vậy, chắc là đa cấp nè đó. Thì ở đây á, tại sao mà mọi người không có trình bày hết tất cả về sản phẩm, về công ty, về tất cả những dịch vụ của business này? Bởi vì sao? Đơn giản là bởi vì nếu như mình ngồi ở đây mình nói hết tất cả cho mọi người thì mình đang làm business của mình, thì đương nhiên mình sẽ nói tốt về business của mình đó. Thì cái đây là một cái way
để mà tìm ra được những người thật sự nghiêm túc, những người thật sự nghiêm túc mà đang mong muốn khao khát một cái gì đó thay đổi trong cuộc sống của mình. Nếu như mà mình đang hài lòng với tất cả mọi mặt trong cuộc sống thì đương nhiên sẽ không có ai tìm kiếm một cái cơ hội khác cả, và chỉ có những người là thật sự đang khao khát muốn thay đổi cuộc sống của mình á thì mới đi tìm kiếm một cái cơ hội. Thì đây là mình đang giới thiệu cho mọi người một cái solution để mà mình mở một cái online business tự động cho riêng bản thân của mình, chứ không phải đơn giản chỉ là đi bán một cái gì đó, hay là đơn giản là đi phục vụ một trao một cái dịch vụ nào đó, mà đây cả là cả một cái solution. Tại vì sao? Trong đây họ sẽ cung cấp cho mình một cái hệ thống để mà mình có thể sử dụng mở cái online business cho riêng mình, cung cấp cả một cái sales funnel để mà mình hoạt động tự động, cung cấp cả cái training để mà mình có thể tự học và tự vận hành, và cung cấp cả những cái bài học về mindset, về những cái tư duy của những người thành công, là thay đổi phát triển bản thân của mỗi người luôn, chứ không phải đơn giản chỉ đi kiếm tiền đó. Cho nên đây là một cái solution để phát triển cuộc sống của tất cả mọi người. Mà phát triển cuộc sống ở đây không phải đơn giản là chỉ có tiền thôi, không phải đơn giản là chỉ có income, mà là phải phát triển toàn diện mọi mặt về cái cuộc sống của mình. Ngoài cái sự nghiệp của mình, nó còn ảnh hưởng tới gia đình của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, và ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ của mình đó. Cho nên á là những anh chị nào mong muốn muốn tìm hiểu business thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ tìm hiểu một cách chi tiết và cặn kẽ bằng cách là đi vào bên trong tìm hiểu chi tiết cặn kẽ, và từng step by step thì mình mới đưa ra được cái quyết định cho mình đó. Còn á mình không thể nào nói là ô đây là đi bán một cái gì đó, tại vì nó không phải là đơn giản là đi bán một cái gì đó, mà nó Dạ. cả một cái solution đó. Yeah. Thì còn đây là có phải là đa cấp hay không thì mình khẳng định với mọi người ha, nếu như đa cấp thì chắc chắn mình không làm. Yeah. Tại vì Rồi em cũng mình về. ngày xưa mình đã hỏi cái câu đó rồi, mà không lẽ mình đi làm như vậy đó. Thì nó có thể similar, mọi người nhìn thấy ồ cái quay này similar, nhưng mà rõ ràng ở đây không ai níu kéo, không ai lôi kéo, và không ai gọi điện cho bạn bè người thân để đi bán buôn một cái gì đó, hay là giới thiệu việc làm, hay là tuyển người gì ở đây cả. Mà ở đây mình đang thu hút những đối tác mà có cùng mindset, có cùng chí hướng với mình, và mình cùng tạo ra một cái cộng đồng phát triển cùng nhau đó. Thì đây hoàn toàn và không có hoàn toàn là không có giống với đa cấp, mà còn là một cái business mà gọi là nhân văn và tiến bộ nữa. Bởi vì sao? Mỗi người trong thành viên trong cộng đồng đó là một business owner riêng độc lập, và không có một cái chuyện giống như là mọi người sẽ thấy là ví dụ như đa cấp á, thì mọi người sẽ nghĩ tới một cái trường hợp là gì, lôi kéo giành giật, hay là mình phải đi gọi điện cho bạn bè người thân, làm phiền bạn bè người thân để mà mua sản phẩm của mình, để mà đạt doanh số hàng tháng đợt này kia đó. Thì hoàn toàn mọi người sẽ thấy trong trong cái môi trường business này hoàn toàn không bao giờ có chuyện lôi kéo giành giật, hay là yêu cầu phải đạt một cái chỉ tiêu nào đó để mà có commission, hay là bỏ tiền ra đầu tư xong rồi trữ hàng ở nhà, hoàn toàn không bao giờ có. Và còn một Đúng. số mọi người hay nghĩ tới là nghĩ nghĩ không có tốt về đa cấp, là có nghĩa là cái income của mình nó go to on the top rồi. Thì cái này rõ ràng nha mọi người, sau khi mọi người tìm hiểu thì mọi người sẽ thấy mỗi mỗi người sẽ là một business owner riêng, và mình nhận toàn bộ cái commission mà mình có được, mình không có chia cho bất cứ ai hết. Vậy thì nó có phải là giống như mọi mọi người nghĩ là đa cấp hay không đó? Thì nhưng mà cụ thể như thế nào và nó chi tiết như thế nào thì mọi người cần phải tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu rồi, mọi người sẽ được mentor và coach hướng dẫn và giải thích cho mình, giải đáp cho mình tất cả những cái câu hỏi mà mình còn đang thắc mắc. Sau đó bản thân mình sẽ đưa ra quyết định cho mình, đưa ra quyết định là nó có phải là như những gì mà trước đây mình nghĩ hay không, và nó có phải là hay không.
Thì cái câu hỏi đó em cũng rất là đồng cảm giống như chị chia sẻ. Thì ban đầu tìm hiểu em cũng là người khẳng định như vậy, khi mà tìm hiểu với mentor của mình em cũng trả lời một cái câu như như là ban đầu em hỏi chị, và em cũng rất là đồng ý rằng đấy thực sự là một cái solution, không chỉ là thu nhập tốt mà còn giúp em phát triển toàn diện cái bản thân của mình cũng như là khả năng tiềm ẩn ở trong mình. Giống như hôm nay ngồi nói chuyện với chị như thế này cũng là một cái điều thay đổi rất là lớn đối với em. Thì trước khi vào cái business này là một người rất là nhút nhát và không bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội hay là thậm chí là nhận vào nút go live, em chưa bao giờ làm trước đó. Và một cái điều câu hỏi tiếp theo em muốn chị giải đáp nữa đó là khi nhắc đến kinh doanh thì tất nhiên mình cần phải có vốn đầu tư, vậy thì vốn đầu tư trong cái kinh doanh này có lớn hay không? Và một cái chị lý của em đã từng hỏi em rằng nếu chị không làm được thì chị có bị mất vốn đầu tư hay không, thì chị Như có thể giúp em giải đáp những cái thắc mắc đó dành cho những người những ai đang quan tâm. Câu hỏi rất là hay ha. Thì câu hỏi đầu tiên là vốn đầu tư có cao hay không? Thì em thật thì chị nha, đây là quan điểm của chị. Cao hay không là mình phải, đương nhiên là cao với thấp là mình phải có cái sự compare thì mình mới là mới có cái sự là mới có cái định nghĩa là cao và thấp. Thì nếu như đem compare cái vốn đầu tư của business của mình với những cái vốn đầu tư ở những cái business bên ngoài, chẳng hạn như cái business của chị đơn giản là mở một cái studio làm lông mi thôi, chị mở một cái phòng mà nó chỉ có chút chiếu chiều chiều thôi, khoảng hình vuông như vậy, có một cái giường thôi đó, mà chị mua đồ lông mi về làm thôi, và chị là người đã có kinh nghiệm trước đó và mình biết được mua những cái supply như thế nào thôi, thì chị mở một cái nhỏ xíu như vậy thôi đó, hàng tháng chị phải đóng tiền rent, đóng tiền bảo hiểm, everything, mà cái vốn đầu tư ban đầu của chị nó đã gần 15.000 rồi. Đó, thì chỉ có một chút xíu như vậy nó đã là 15.000 rồi. Đó, mà chưa kể là hàng tháng mình phải trả tiền rent, trả tiền bảo hiểm cái nghề nghiệp của mình. Rồi, vậy thì cái nếu như chị so sánh với một cái business nhỏ xíu 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 bên ngoài thôi đó, thì cái vốn đầu tư bên cái business mình hoàn toàn không hề cao gì hết, nó chỉ có chút xíu thôi. Nếu như mà mình compare với một cái lớn hơn nè, ví dụ như đi mở một cái tiệm nail hay mở một cái nhà hàng, đúng không, mở một bất cứ một công ty nào thì vốn đầu tư ít nhất là phải nhiêu, 50.000 cho một cái tiệm nail cũng tầm khoảng bốn bàn đúng không, thì được phải 50.000. Vậy thì nếu như mình có vốn, mình có kinh nghiệm làm lâu năm năm trong lĩnh vực đó, mình có kinh nghiệm kinh doanh, mình có supply tốt, mình biết location tốt, mình có những người nhân viên phục vụ, những người giúp đỡ mình, có những người dẫn dắt mình có 50.000 trong tay thôi, mình đi ra mình mở được cái tiệm tiệm nail bốn bạc đó, đúng không? Đó, nhưng cái business này ở đây, bởi vì mình không có những thứ đó, mình không có đủ cái vốn đầu tư đó, mình cũng không có đủ. Thì Hana đi, Hana từng mở tiệm nail rồi đúng không? Em là có kinh doanh một cái tiệm nail. Thì cái vốn đầu tư ban đầu của em là tầm bao nhiêu? Một trăm nghìn đô chị. Đúng rồi, đúng không? Vốn đầu tư ban đầu của một tiệm nail cũng là 100.000 đô, mà em phải có kinh nghiệm về làm nail trước đó. Đúng rồi. Nếu em không có kinh nghiệm mà em ra mở tiệm nail thì nó rất là risky đúng không? Đó. Mình đâu có biết handle những cái công chuyện ở trong tiệm nail được. Rồi á, mình phải bỏ tiền ra, giai đoạn đầu mình phải thuê nhân viên, đúng không? Mình phải thuê nhân viên để mình bao lương cho thợ, bởi vì giai đoạn đầu chưa có khách thì mình phải bao lương cho thợ, rồi hàng tháng mình phải trả tiền rent, trả tiền bảo hiểm, rồi trả tiền bảo hiểm cho nhân viên, rồi everything nữa đó. Thì tại vì chị không có những cái đó, chị lúc chị bây giờ chị không có kinh nghiệm về làm online, chị không có cái vốn đầu tư đó, chị không biết cái cách để mà có thể mở tìm được những cái location tốt, chị không biết cách để mà thuê nhân viên, chị không biết gì hết, cho nên chị mới chọn business này để chị mở. Và đương nhiên là cái vốn đầu tư của business này là cực kỳ thấp so với mình đi mở một cái tiệm nail như vậy, mình đi mở một cái nhà hàng,
đi mở một cái văn phòng đơn giản nhỏ nhỏ thôi đó. Đó là cái kinh nghiệm của chị. Rồi cái thứ hai nữa là cái câu hỏi thứ hai nữa là về cái vốn, thì câu hỏi thứ hai là gì ha? Là có bị lộ vốn không nếu mà mình không làm được? Rồi 100% là không có lộ vốn nha. 100% là không có lộ vốn và hoàn toàn không có bất cứ một cái risky nào, một cái risky tiếng Anh, rủi ro nào. Không có bất cứ một cái rủi ro nào đó trong cái business này. Và thậm chí như thế này, mình build cái business của mình một thời gian sau, mình không có muốn tiếp tục nữa, ví dụ như sức khỏe của mình không cho phép, hay là mình bây giờ mình muốn tự do, mình muốn có tiền là mình muốn đi chơi hay gì đó, mình muốn tạm thời ngưng business mình, hoặc là mình muốn ngưng forever chẳng hạn. Bây giờ mình đem cái business đó mình thừa kế lại cho người thân của mình vẫn được luôn, nó không mất gì đâu hết. Y như là một cái company của mình mà đó. Và cái vốn đầu tư ban đầu của mình hoàn toàn không bao giờ mất đi. Không phải là mình giống như mình đi chơi stock thì mình sẽ cầm cái số vốn mình đầu tư vô stock, xong rồi nếu như mà lên đó thì mình có tiền, mà xuống thì mình mất trắng, thì cái đó là mình mất trắng. Còn trong business này không có. Dạ, em cảm ơn cái câu chia sẻ rất là chi tiết của chị Như. Và về cái câu hỏi tiếp theo đó là tại sao đi business này lại phù hợp cho những ai đang có một cái công việc ổn định và muốn tăng thêm thu nhập, hay những ba mẹ chăm con toàn thời gian và lại muốn có một cái nguồn thu nhập bên cạnh cái việc chăm con, hay là cho những cái người thợ nail hay là thợ tóc như em thì muốn có một cái giải pháp dự phòng, thì chị có thể giải thích tại sao đây là một cái giải pháp thực là phù hợp cho những ai mà đang mong muốn có những cái nhu cầu đó, và nó sẽ là một cái giải pháp mà phù hợp cho họ và họ phải nên là thử. Thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái business này. Đúng rồi, sẽ có nhiều anh chị sẽ nói cái câu là nếu như business này tốt như vậy thì ai cũng làm business này rồi, thì ai làm những công việc khác. Thì rất có nhiều anh chị sẽ nói như vậy. Đó là những cái anh chị mà chưa có cái mindset tích cực thì họ sẽ nói như vậy, đúng không? Thì ở đây em cũng xin chia sẻ như vậy. Nếu như mà ai cũng làm business này thì ai còn ai làm những cái công việc ngoài kia, đúng là như vậy. Nhưng bởi vì chị mới nói là business này không phải dành cho tất cả mọi người. Mà chỉ dành cho những anh chị nào đang khao khát thay đổi cuộc sống thôi. Ví dụ như có anh chị người ta muốn làm ca sĩ mà kêu người ta đi kinh doanh, người ta đâu có đi. Người ta muốn làm bác sĩ mà kêu vô đây kinh doanh với mình, người ta đâu có vô. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã hài lòng với cuộc sống của họ rồi, họ hài lòng với tất cả mọi mặt trong cuộc sống của họ rồi, thì đương nhiên họ sẽ không hề có một cái mong muốn khao khát thay đổi gì đó trong cuộc sống của họ nữa. Bởi vì business này chỉ là cái solution cho những anh chị giống như là Hana, giống như là Như, đang mong muốn cải thiện một cái mặt nào đó trong cuộc sống của họ. Ví dụ như đối với Hana, cái tài chính của Hana nó cũng đã ổn định rồi, tuy nhiên là cái thời gian á dành cho con cái không có nhiều. Nó bị lệch. Giống như là bây giờ mà mọi mặt trong cái cuộc sống của mình nó giống như một cái bánh xe, mà chỉ cần mà có một cái bánh một cái căm mà nó bị gãy đi thì cái bánh xe nó chạy nó không còn tròn trịa nữa. Thì bây giờ Hana muốn cải thiện, muốn xây dựng, muốn cải thiện gắn lại cái căm xe đó. Đó thì Hana mới vào cái business này để mà tìm hiểu, để như chi Hana sẽ có cái thời gian nhiều hơn cho con cái của mình. Tại vì mỗi người sẽ có những cái cốt lõi cuộc sống của họ khác nhau, họ sống bởi vì cái một mục tiêu nào đó. Có người á thì họ mong muốn là gia đình của họ là trên hết, họ muốn làm gì cũng được miễn sao là họ có gia đình hạnh phúc đó. Thì có người thì họ lại mong muốn là họ có danh tiếng trong cuộc sống, ví dụ như những nghệ sĩ họ muốn là họ nổi tiếng đó, thì họ chỉ cần nổi tiếng là họ happy rồi đó. Thì ví dụ như đây thì Như là
Hồi trước đây là như cuộc sống của Như là coi như là lúc lúc nào nó cũng đau mút hết. Sống mà tù túng và cô đơn kiểu như vậy, và không có thoát ra khỏi được, giống như cái năng lượng của mình nó lúc nào nó cũng bị giống như là không có, mà không có phải là một cái con người đang sống nó, một cái cây mà giống như là cái cây nó không được tưới nước vậy đó. Thì cuộc sống trước đây như vậy cho nên là mình mới mong muốn mới thoát khỏi ra khỏi cái vỏ bọc của mình để mà mình có một cuộc sống khác, cho nên là Như mới chọn cái cuộc sống này để ăn chi, để mà mình phát triển bản thân và sau đó là mình có cái tài chính để mà mình một cái tài chính tự do để mà mình có thể giúp đỡ được gia đình ở Việt Nam, rồi mình có cái thời gian flexible để mà mình có thể có con đó. Thì như vậy thì cuộc sống gia đình mình mới hạnh phúc được đó, chứ nếu không á, là hai vợ chồng á, một người á, thì là hai người mỗi người làm hai job khác nhau, có khi một ngày gặp nhau chưa được 5 phút nữa, thì coi như là cái gia đình của mình nó hầu như là nó chỉ có tồn tại thôi, chứ nó không phải là một cái gia đình hạnh phúc nữa. Nhưng mà đối với chị thì cốt lõi cuộc sống của mình đó là hạnh phúc, cho nên là mong muốn là có một sự thay đổi trong cuộc sống như vậy. Cho nên là sau khi mà làm một khoảng nặng 1 năm mấy á, thì chị mới quyết định là chị làm business full time để mà chị thực hiện được cái ước mơ của mình đó. Thì cho nên là nếu như mà anh chị nào mà đang có nhu cầu mà thay đổi một cái mặt nào đó trong cuộc sống của mình và cảm thấy rằng cái business này có thể đáp ứng được nhu cầu của mình, thì mình nên xây dựng cái business này on the side cũng được, full time cũng được, part time cũng được, nhưng mà khi mà mình có được cái business này, mình sẽ hỗ trợ được cái mặt trong cái cuộc sống đó của mình, đặc biệt là những anh chị mà đang đang có một cái khó khăn về tài chính, thì mình càng nên phải tham gia business này nữa, để chi để mà một ngày nào đó mình sẽ giải quyết được cái vấn nạn về tài chính của mình đứng trên vấn nạn tài chính của mình, chứ nếu không là cứ suốt đời nó cũng gặp khó khăn, nó cứ bấp bênh cơm áo gạo tiền. Em rất là đồng ý với những cái chia sẻ của chị. Giống như chị chia sẻ thì cái vấn đề mà chọn cái hạnh phúc đó là cái lý do mà em quyết định, cũng là quyết định tham gia vào cái business này. Bởi vì mình có một cái hệ thống run online tự động 24/7, cho nên em có thể ở bên cạnh con, giờ hiện tại là có thể được ở bên con và cũng làm cái online này on the side, để có thể vừa có một cái nguồn thu nhập nhưng lại được ở bên con. Trước đây thì em cũng làm nail 1 tuần 6 đến 7 ngày, và con lớn lên thì mình lại thấy miss những cái giai đoạn phát triển của con, cũng như là bỏ lỡ những cái cột mốc của con. Mà khi nhìn lại thì em nhận ra rằng mình đi làm kiếm tiền có thu nhập tốt, nhưng mà cái thời gian chất lượng bên con thì lại không có. Cho nên khi mà gặp được cái business này thì em thực sự rất là biết ơn, và luôn luôn nói cái câu là giả như mình biết nói sớm hơn, nhưng mà dù sớm hay muộn thì mình cũng đã biết nó để nó, và nếu đang từng bước hoàn thành được những cái mục tiêu của mình. Thì dành cho những ai đang xem cái buổi live đến đây với em có Hana với chị Như, thì mọi người thắc mắc là muốn tìm hiểu như thế nào, thì bắt đầu thì để mà tìm hiểu về cái business này thì mọi người hãy để tên và email của mình vào cái website của Hana, www.hannahoailey.com, để có thể đăng ký xem một cái hội thảo miễn phí. Thì mà người sẽ được nhận email có đường link xem hội thảo bằng tiếng Anh, và Hana cũng sẽ gửi những cái email bằng tiếng Việt cho mọi người, trong đó có hội thảo bằng tiếng Việt để mọi người biết thêm tổng quát về cái kinh doanh này. Trong hội thảo sẽ chia sẻ những cái 3 cái pillar để cho mọi người xây dựng một cái business online thành công và tiết kiệm nhất. Và nếu mà biết tiến hành tìm hiểu sâu hơn và biết toàn cảnh về cái online business này, thì mọi người sẽ tiến hành bước tiếp theo là đóng phí 149 đô. Và những đây thì em có muốn chị Như giải thích rõ hơn là tại sao mình phải đóng phí 149 đô để vào tìm hiểu và được cam kết hoàn toàn refund, tại sao lại không có nói rõ hơn cho mình mà bắt tôi phải đi lòng vòng rồi phải lại return cho mất công như vậy. Thì chị có thể giải thích rõ hơn cho mọi người hiểu hơn.
Cảm ơn Hà nè. Thì trước đây thì chị thì lại không có suy nghĩ về cái chuyện mà tại sao lại phải mua 149 đô, nhưng mà thật sự đúng là có nhiều anh chị cũng hỏi là tại sao phải mua, trong khi là có cái 30 ngày refund policy đó, thì tại sao phải mua. Thì ở đây đơn giản thôi, mình đã giới thiệu đây là một cái hệ thống tự động. Hệ thống tự động có nghĩa là sao? Có nghĩa là bản thân mình có thể tự tìm hiểu hết tất cả, rồi bản thân mình có thể tự quyết định và bản thân mình có thể tự vận hành cái business của mình mà không phụ thuộc vô bất cứ ai đó. Thì bản thân cái hệ thống thông minh tự động này nó đã làm rồi, vậy thì Như với Hà Nà ở đây sẽ không làm cái chuyện đó nữa đó. Như với Hà Nà chỉ giới thiệu, vậy chỉ là những người hướng dẫn để cho mọi người vào tìm hiểu từng bước mà thôi đó, chứ như Hà Nà không có ở đây để mà làm lại cái công chuyện của cái hệ thống tự động này làm nữa. Thì mọi người muốn tìm hiểu thì đó là cái quy trình tìm hiểu của mình, thì mình vào để mà mình xem tất cả về công ty sản phẩm, gì công ty sản phẩm rồi dịch vụ rồi chế độ trả thưởng rồi tiềm năng của business như thế nào, cách vận hành như thế nào, rồi cách làm sao để thành công trong business này nhanh nhất đó. Sau đó người đưa ra quyết định là bản thân của mình luôn đó. Thì giống như bây giờ nếu như mà Hana đi xem mỗi bộ phim, Hana bảo là với Như là ồ phim đó hay lắm chị Như đi xem đi, nhưng mà sau khi Như đi xem rồi Như nói bộ phim đó không hay, phải không? Thì Như sẽ claim Hana phim không hay gì hết trơn mà kêu người ta xem tốn tiền đúng không đó. Vậy thì Như với Hana ở đây cũng vậy, sẽ không có gọi là không có giới thiệu hết tất cả, là bởi vì sao? Để cho mọi người tự tìm hiểu và mọi người tự đánh giá. Bởi vì nếu như mà Hà nào với Như á, đã làm trong cái sự này lâu năm rồi thì đương nhiên là nó phải tốt thì mình mới làm, nhưng như với Hà nào cảm thấy tốt nhưng các bạn không cảm thấy tốt thì sao đó. Bản thân chỉ có bản thân của mình mới biết là nó phù hợp với mình hay không thì thôi. Cho nên á là mình là người sẽ tự tìm hiểu, và sau khi mình tìm hiểu rồi vẫn cho phép mình một cái quyền lợi, đó là trong 30 ngày nếu như sau khi tất cả tìm hiểu, sau khi gặp coach, gặp mentor nói chuyện rồi, gặp cộng đồng trên toàn toàn thế giới rồi đó, tìm hiểu hết tất cả rồi mà cảm thấy không phù hợp vẫn có thể lấy lại lại cái refund đó. Thì nếu như mà mình đi xem phim á, mình coi phim phim không hay xong rồi mình có Không ra có mình đọc có đòi lại không? lại Không có ai cho đòi lại trơn, nhưng mà nha. trong biết để cho thì đó là một quyền lợi mà mình không mất gì hết, nó chỉ mất một thứ, nó chỉ đòi hỏi mình một thứ thôi, đó là sự nghiêm túc tìm hiểu thôi. Mà đây là một cái business mà có thể xem, nó có thể đối với Như á, nó là sự nghiệp cả đời của Như rồi, thì cũng có thể nó là sự nghiệp cả đời của mọi người. Thì đó là quyết định là mọi người có làm part time hay full time hay không thì tùy mỗi người, nhưng có thể đó là sự nghiệp cả đời của mình, thì tại sao mình lại đưa cái sự nghiệp cả đời của mình vô một người tay một người khác quyết định cho mình, tại sao mình không phải là người tự quyết định. Rất Ừ, là thích. cái laptop của chị hết pin đi, đợi chị gắn pin cho khác. Rất là cảm ơn chị Như. Thì động đó là cái phí membership mà mọi người tham gia phí, thì khi mà mọi người vào bên trong tìm hiểu không có thấy phù hợp thì giống như chị Như chia sẻ, mình được hoàn toàn refund. Thì theo như Hannah thấy rằng đấy, thực sự mình không có gì để mất cả, thì tại sao mình lại không cho mình cơ hội đi vào bên trong tìm hiểu, biết đâu nó lại là một cái giải pháp mà mình đang tìm kiếm, cũng giống như chị Như nói đó là một cái sự nghiệp cả đời của mình. Thì sau khi em có rất là nhiều người vào bên trong và tìm hiểu và em cũng có giới thiệu đến chị Như, thì những cái suy nghĩ đầu tiên mà mọi người nói đến với em đó là bởi vì chị Như là một cái người có xuất phát điểm
tốt hơn, giỏi hơn về máy tính hay là tiếng Anh, xuất phát giỏi hơn họ, cho nên mới có được cái thành công ngày hôm nay. Chỉ sau hơn 2 năm rưỡi tham gia mà chị đã thành hơn 90 phần trăm cái ước mơ của mình, là cũng như em thấy là có thể mua được nhà, mua xe và giúp được bố mẹ đến Việt Nam. Thì nhân tiện đây chị như có thể giải thích rõ hơn cho mọi người thấy được rằng có phải khi mà vào cái business này mình start với tiếng Anh tốt, máy tính tốt hay là có những cái giao tiếp tốt thì mới thành công trong cái business này hay không? Chị có thể giúp em trả lời những cái câu thắc mắc đó nha. Thì em chị cũng nghe có rất là nhiều anh chị nói cái câu đó với chị. Thật ra hồi xưa đó chị cũng có suy nghĩ, chị cũng có suy nghĩ, nhưng mà chị suy nghĩ nó cái câu hỏi nó hơi khác một chút. Giờ chị nói là mấy anh chị đó đó là có những cái big why hơn mình, mấy anh chị đó lớn tuổi hơn mình, cho nên nó là giống như họ có tiền hơn mình, rồi họ làm dễ hơn mình, thì mình cũng suy nghĩ, lúc đầu mình cũng suy nghĩ vậy, nhưng mà sau đó thì lại có những người khác nói mình là ô tại vì như nó có công nghệ hơn mình, nó có tiếng Anh hơn mình đó. Có nghĩa là sao, nếu mà mình nếu như mà để mình liệt kê ra những lý do thất bại thì ai cũng dễ dàng liệt kê hết. Cho nên là nếu như mình nghĩ như vậy thì người khác cũng nghĩ về mình cái khác, có nghĩa là mình chỉ thấy được những cái gọi là những cái ưu điểm của người khác, nhưng mà ít ai á thấy được cái ưu điểm của bản thân mình. Chị thấy được ưu điểm của người khác, nhưng mà chị thì có những cái ưu điểm khác người khác ngưỡng mộ, đúng không? Thì cái đó nó cũng phải thuộc về mindset, nó cũng phải thuộc về mindset. Thì mọi người phải biết rằng á, bản thân của mình đều có những cái ưu điểm và mình có thể thể hiện được trong business này. Ai cũng có thể thể hiện được, cũng có thể tận dụng được cái thế mạnh của mình. Thậm chí là những anh chị chẳng hạn như có một chị ở trong trong team của chị, si vào mà ngày xưa si không biết xài, không phải không biết xài mà tại vì 20 mấy năm si làm nail. Thì hồi xưa si cũng có xài cái laptop rồi, nhưng mà 20 mấy năm trước thì cái laptop nó cũng đã khác bây giờ rồi. Thì si vào si phải học lại, si mua cuốn sách Microsoft về si học đánh chữ luôn đó nha. Nhưng si cũng làm được, và sau đó chị mới thấy được là si có một cái thế mạnh khác, si áp dụng cái thế mạnh khác đó. Si không có thế mạnh về công nghệ nhưng có khi có một cái thế mạnh khác, nhưng mà bản thân hơn cũng không biết luôn. Khi mà vào business này si mới biết là si có rất là nhiều thế mạnh và si tận dụng những cái thế mạnh khác của hơn, và đương nhiên cái công nghệ của hơn mỗi ngày sẽ được phát triển hơn. Cũng ví dụ như trong team của chị cũng có một chị, trong team của mình á cũng có một chị là chị không có giỏi tiếng Anh, không có giỏi tiếng Anh, nhưng mà si vào bên đây hay lắm. Si không giỏi tiếng Anh mà không biết sao si handle được hết tất cả các email rồi các cuộc điện thoại của công ty gọi tới, si handle được hết đó. Và bây giờ tiếng Anh của Hơ cũng đã tốt hơn rồi. Ngày xưa si nói hả, si nghe mastermind giống như dịch nghe sấm gì đó, si không có hiểu gì hết đó. Có nghĩa là sao, khi mà mình á muốn làm thì mình sẽ có quay để mà mình làm thôi, mình sẽ file được quay để mà mình làm đó. Thì bây giờ tiếng Anh của Hơ cũng đã khá lên rồi, thì vào cái business này đã khá lên rồi, thì Hơ khi mà vào business này mỗi người sẽ có một cái cách để mà phát triển ra những phát hiện ra những cái thế mạnh của mình và áp dụng những cái thế mạnh của mình vào cái business này. Hồi xưa chị làm gì mà chị ngồi trên cái Google Live này mà chị nói chuyện được nha, không có đó. Nhớ hả, chị quay có chị go quay có 30 giây thôi mà hả, chị run mà mồ hôi chảy vậy nè. Nói xong rồi á, chị go live xong rồi ha, chị ngồi chị bần thần suốt ngày luôn á. Chị nhớ lại cái go live đó đó mà chị phải vô trong hay chị bấm chị delete luôn. Chị không có dám, không dám coi lại. Rõ ràng á là ví dụ như Hana có thể lên đây Hana ngồi á là Hana đã giỏi hơn chị rồi đó, đúng không? Cho nên mỗi người đều có thế mạnh hết mà mình chưa biết thôi. Đúng rồi, chị như nói rất đúng là em nhớ lại trước khi em vào và biết rằng mình
sử dụng mềm marketing thì em lại tự ti về cái giọng nói của mình, bởi vì người Huế thì nói chuyện rất là sợ mọi người không nghe được, và em cảm giác là tại chắc có lẽ mình sẽ không làm được, bởi vì cái giọng của mình rất là khó nghe thì làm sao có thể mà khán giả được nghe. Thì em lại được nghe rất là nhiều chị ở trong team bảo rằng ồ giọng của em rất là dễ thương, chị rất là thích nghe. Thì lúc đó em mới biết được rằng ồ cái điểm yếu của mình lại là một dàn, lại là một cái điều làm mà thu hút những cái người khác. Thì những cái người mà đến với em thì ai cũng nói rằng nghe được cái giọng của em rất là dễ thương, cho nên anh mới mới muốn vào tìm hiểu. Thì đó thì nó lại là cái điểm làm và thu hút cái người khác rồi đến với em. Cho nên tất cả mọi người chỉ cần có một cái quyết tâm đủ lớn và một quyết tâm thay đổi thì em nghĩ là sẽ làm được cái business này. Dạ thì thời gian cũng đã trôi qua 35 phút rồi, và rất là cảm ơn chị Như đã dành thời gian đến đây và chia sẻ những cái thông tin rất là hay và bổ ích cho ngày hôm nay. Dạ một lần nữa em xin chúc gia đình chị ngày càng vui vẻ hạnh phúc và cái business ngày càng thành công hơn nữa. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem cái buổi câu like của hai chị em hôm nay. Dạ chúc mọi người có một ngày tốt lành. Dạ xin chào tạm biệt. Cảm ơn Hà Nè. Thank you everyone.